Lâm Chủ Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân mến. Ngày hôm nay chúng ta trở lại trong chương trình livestream hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Rất là cảm ơn quý vị luôn luôn dành những cái khoảng thời gian rất là đặc biệt trong một cái ngày cuối tuần để đến theo dõi chương trình livestream cùng Lâm Chủ Vĩ và công ty Kim Cương Alexei. Cho những quý vị nào đây là lần đầu tiên quý vị đến với chương trình thì một lần nữa Lâm Chủ Vĩ xin giới thiệu đến quý vị là Lâm Chủ Vĩ có một cái công ty Kim Cương tọa lạc trên lầu 2 trong thương xá Phước Lộc Thọ, số 230-10 trên lầu 2, tiệm là Alexei. Quý vị nào có nhu cầu mua sắm về Kim Cương, quý vị có thể gọi trực tiếp cho Lâm Chủ Vĩ, số phone là 310-968-0577. Một lần nữa, 310-968-0577. Ngoài ra Lâm Chủ Vĩ có một cái kênh YouTube riêng mà quý vị đang theo dõi ngay bây giờ. Nếu mà quý vị chưa bao giờ trở thành hội viên thì mời quý vị bấm vào cái nút subscribe ngay phía dưới. Mà nếu quý vị theo dõi từ đây đến cuối chương trình, quý vị cảm thấy chương trình này đem đến cho quý vị những giây phút thật là thoải mái trong một cái ngày Chủ nhật, thì quý vị bấm cái nút like giùm cho Lâm Chủ Vĩ luôn. Và rất là cảm ơn quý vị. Ngoài ra quý vị nào chưa bao giờ biết đến chương trình đấu giá, Lâm Chủ Vĩ có một chương trình đấu giá trực tiếp trên YouTube hàng tuần 3 ngày nha quý vị, ngày thứ 3, thứ 5 và ngày thứ 6 vào lúc 5 giờ chiều California. Thì quý vị vô trong YouTube, quý vị bấm vô là VBS TV. Một lần nữa quý vị bấm vô là VBS TV. Quý vị nào chưa biết thì Lâm Chủ Vĩ phải lễ lên đây cho quý vị theo dõi đây quý vị. Đây, quý vị biết là cái kênh YouTube là của Lâm Chủ Vĩ, nhưng mà ngoài ra Lâm Chủ Vĩ có cái kênh này là đây nè quý vị, phía trên đây nè, VBS TV. Đó, quý vị bấm vô YouTube VBS TV vào ngày thứ 3, thứ 5 và ngày thứ 6 nha quý vị, 3 ngày vào lúc 5 giờ để quý vị theo dõi trực tiếp. Còn quý vị nào chưa bao giờ biết thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho Lâm Chủ Vĩ. Trước khi vô chương trình ngày hôm nay thì Lâm Chủ Vĩ phải nói là có một cái món bánh rất là đặc biệt này. Wow, quý vị nhìn, quý vị thấy đầu tiên nhìn cái bánh này là mình chưa thấy gì hết, mình thấy có em bé ở đây nè quý vị, đây là em bé nè, cái này gọi là baby, Mardi Gras baby. Mardi Gras là ngày lễ hội hóa trang ở bên Tây, ở bên Brazil cũng như bên Pháp, nhưng mà một trong những cái tiểu bang mà tại Mỹ này mà cũng có ngày lễ Mardi Gras rất là lớn, đó là tiểu bang Louisiana, mà đặc biệt là thành phố New Orleans. Ngày hôm nay Lâm Chủ Vĩ có được một cái bánh gọi là King Cake. King Cake là một cái bánh đặc trưng người ta ăn trong cái mùa lễ Mardi Gras, mà được rất là nhiều những quý vị những ở bên tiểu bang East Coast như là Alabama, Mississippi, Georgia hay là Louisiana, quý vị biết cái bánh này rất là rành. Nhưng mà bên Cali thì giống như là mình cũng không thấy bày bán nhiều lắm, nhưng mà cũng có một vài nơi có. Thì cái bánh này là người ta ăn vào cho cái mùa lễ Mardi Gras, là cái lễ hóa trang ở bên New Orleans. Thì người ta đi những cái xe diễn hành đó quý vị, rồi người ta thảy những cái chuỗi bi đeo lên cổ đó, hay là những cái ly, những cái món đồ chơi nhỏ nhỏ khi người ta diễn hành, và người dân thì đứng hai bên lề đường theo dõi một cái mùa lễ rất là vui trong cái tháng 2 này. Thì Lâm Chủ Vĩ có một cái bánh này đặc biệt đến từ New Orleans, một cái tiệm bánh rất là nổi tiếng ở tại New Orleans đã gửi cho Lâm Chủ Vĩ. Và quý vị thấy trên cái bánh này nè, ok, cái bánh này quý vị thấy có em bé này không? Cái em bé này á, là đặc biệt như thế này nè quý vị. Cái bánh này người ta sẽ để cái em bé này nằm ở bên trong cái bánh á. Ok, người ta nhét ở bên trong. Thì khi mà mình ăn á, vô tình cái người nào cắt cái khúc bánh nào mà có em bé đó thì cái người đó sẽ mua cái bánh kế tiếp. Đó, thì cái bánh này đó là giống như là bột bánh mì vậy đó, nhưng mà bột bánh bánh mì ngọt đó quý vị. Ở trên thì nó có đường, đường cát nằm ở phía trên. Đây là quý vị, đường cát nằm ở trên. Và đặc biệt ở bên trong, bên trong là nó là cream cheese. Cream cheese ăn nó có cái vị rất là bùi, rất là béo và nó hơi chua chua. Để ăn thử cho quý vị xem những cái bánh này như thế nào nha quý vị. Cái bánh này á, nó cái vị của nó thực sự mà nói thì nó rất là ngọt, nhưng mà một khi ăn rồi ấy, thì chắc chắn mình sẽ muốn ăn thêm nữa, không biết tại sao nó có một cái vị rất là đặc biệt. Và Lâm Chủ Vĩ cũng mê cái bánh này lắm quý vị. Wow, mình ăn vô miệng lắm quý vị. Cái bột của bánh rất là mềm, mình ăn vô một cái là nó mềm tan vô trong miệng mình. Nhưng mà đặc biệt khi mình cắn vô cái đoạn chính giữa thì kim chi nó chảy ra, nó rất là béo. Và
nó hòa quyện với cái vị ngọt của cái bánh cũng như cái đường phía trên, cho nên nó làm cân bằng lại cái vị ngọt của cái bánh và nó làm cho mình có cái cảm giác rất là thú vị khi mà cái cream cheese ở bên trong nó hòa tan với cái bột bánh. Wow, ngon ngon vô cùng luôn quý vị. Uống nước Perrier. Quá ngon. Ăn ăn bánh uống nước ngồi nói chuyện cùng quý vị một ngày chủ nhật, rồi sau đó chúng ta lại có cơ hội theo dõi những cái sản phẩm kim cương của công ty giới thiệu đến quý vị. Một ngày chủ nhật thật là tuyệt vời phải không quý vị? Ngày hôm nay Lâm chủ bị có rất là nhiều những cái sản phẩm đặc biệt để giới thiệu đến quý vị, nhưng mà trước khi vô câu chuyện thì Lâm chủ bị muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện nó xảy ra trong những cái tuần. Thì quý vị biết là trong cái bất kỳ cái thị trường nào, tất cả quý vị làm trong công việc nhà hàng nè, quý vị làm trong công việc ngành nail, ngành tóc hay là bất kỳ cái kỹ nghệ gì, thì trong cái công việc kinh doanh, quý vị lúc nào cái sự cạnh tranh lúc nào nó cũng có. Nhưng mà một cái điều mà Lâm chủ yếu học và mình làm theo là của người Do Thái đó quý vị. Họ có một cái lối suy nghĩ là luôn luôn gặt hái được thành công và cái tinh thần tích cực trong cuộc sống của họ. Tất cả những cái gì nó tiêu cực họ tiêu diệt nó, và họ phát huy cái tinh thần tích cực trong cái suy nghĩ, bởi vì họ biết tất cả chúng ta trong đời sống đều có đầy đủ những cái khả năng để phát huy những cái tinh thần sáng tạo và thành công trong trong cuộc sống cũng như trong việc công việc kinh doanh. Cho nên là khi mà mình hiểu được cái điều đó thì lúc nào Lâm chủ bị cũng cố gắng tập trung với công việc của mình. Tuy nhiên trong cái công việc kinh doanh thì quý vị thấy rồi, như hồi nãy Lâm chủ bị nói, chắc chắn cái sự cạnh tranh, cái sự những cái người đối thủ của mình hay là những cái người trong cái nghề nghiệp của mình, họ đều có một cái gì đó nó không được tốt đẹp khi mà họ cảm thấy cái công việc của mình phát triển mạnh mẽ hơn và công việc của họ nó có một cái chiều hướng chưa được hoàn, gọi là chưa được mạnh hơn giống như là cái người gọi là đối phương đó quý vị. Thì bất kỳ cái doanh nghiệp nào thì đối với Lâm Trường Vĩ, cái điều mà đem đến thành công cho một cái công ty, đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái nhu cầu cung cấp sản phẩm. Cái đó là cái điều đầu tiên khi mà quý vị đói bụng, quý vị muốn ăn một tô bún bò Huế mà quý vị kiếm được cái nơi cung cấp cái món hàng đó hay là món ăn đó thì chắc chắn quý vị sẽ tìm kiếm đến nơi đó. Và khi chúng ta đến được nơi đó rồi, chúng ta lựa chọn được một cái món ăn mà cái chất lượng sản phẩm hay chất lượng thực phẩm của họ đem đến cho quý vị cái chất lượng cao nhất, thì chắc chắn quý vị sẽ trở lại, không những quý vị trở lại mà quý vị còn tiếp tục ủng hộ và giới thiệu rất là nhiều người xung quanh. Thì cái đó là cái điều công ty của Alexei cũng như Lâm Chủ ý lúc nào mình cũng hướng tới. Chúng tôi lúc nào cũng đặt tất cả những cái công việc của mình với cái chất lượng đứng hàng đầu. Khi mà chúng ta có được chất lượng thì đôi lúc chúng ta chỉ ngồi đứng nhìn thôi, tự động người khác sẽ lần lượt đến, mình cung cấp cho họ những cái điều họ muốn thì bảo đảm quý vị không những họ đến một lần mà lần thứ hai họ đến họ sẽ đi theo với một người bạn, và lần thứ ba họ đến với cả gia đình của họ. Thì công ty chúng tôi gặp được rất là nhiều cái may mắn trong suốt cái khoảng thời gian khoảng 10 năm vừa qua. Tuy nhiên quý biết là có một cái câu chuyện như thế này, có một cái người khách hàng họ đến tiệm của Lâm Chủ Vĩ, họ mua món hàng, xong rồi họ qua đến một cái tiệm kia, thì cái tiệm kia cầm cái món hàng nó lên và cái cô chủ, và nó là một cái cô chủ có một cái tinh thần mưu mẹo hay là mình gọi là một cách gọi là gian manh thì đúng hơn, cô lấy một cây viết, cô chấm cây viết lông đó quý vị, cái chấm đen cô chấm vô một vài viên hột xoàn, xong rồi cô không có để cô khách thấy thì cô mới đưa lên cho người khách coi, cô nói nhìn vào đây hãy thấy có một vài cái chấm đen rõ ràng như thế này không. Thì đôi lúc có những người khách người ta thông minh, người ta hiểu hột xoàn thì nó dễ hơn, nhưng mà có những người khách người ta hơi khù khờ, người ta không biết nhìn hột xoàn hay là người ta chỉ nghe cái lời người này người kia nói thì người ta lắng nghe, thì cái người khách đó lại nghĩ là trên viên hột xoàn nó có những điều đó. Thì quý vị thấy là ở trong một cái thị trường cạnh tranh mà cái người chủ một cái công ty đó nếu thực sự họ bán một cái sản phẩm đẹp, một cái sản phẩm hoàn chỉnh, bảo đảm quý vị
họ sẽ không bao giờ có thời gian để quan tâm đến bất kỳ một cái tiệm nào khác. Và nếu mà họ là một người thành thật thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm những cái điều đó. Đối với Lâm Chủ Vĩ, khi mà mình nhận thức ra được cái người chủ đang ngồi nói xấu về một cái tiệm nào khác, nói xấu về một cái doanh nghiệp nào khác, mà khi chính giữa họ và người đó cùng một cái ngành nghề, thì quý vị sẽ là cái người đánh giá rất là thấp về cái bản chất người đó. Và khi chúng ta đánh giá thấp về một cái người nào đó, bảo đảm quý vị một điều, chất lượng sản phẩm của họ không có gì đáng kể để cho chúng ta phải bàn cãi, đúng không quý vị? Nếu mà họ có đầy đủ sự tự tin, họ đầy đủ sự sáng tạo, bảo đảm quý vị họ không bao giờ cần phải quan tâm đến bất kỳ ai. Có một cái câu nói, người ta nói như thế này nè quý vị, trời cao thì để mặc chim bay, mà biển sâu thì cứ để cá lội. Trong một cái thị trường phát triển càng ngày nó càng rộng lớn trong bất kỳ một cái kỹ nghệ gì, cái điều đó rất là hay quý vị, bởi vì nó giúp cho những ai, nhất là những người chủ doanh nghiệp, nhà hàng, tiệm nail, tiệm tóc, những cái công ty phân phối hay bất kỳ cái gì đó, và cả cái thị trường kim cương. Khi mà cái thị trường được phát triển rộng lớn thì nó giúp cho những người chủ có được cái cơ hội, mà nhất là những người nào có cái sự thông minh, sự sáng tạo và họ có đầy đủ những cái sức mạnh về tài chính, những người đó sẽ có được cơ hội họ tỏa sáng. Và khi họ tỏa sáng, tất cả những sản phẩm của họ sẽ được tất cả mọi người nhìn nhận và công nhận và ủng hộ. Không có cái gì khó để làm cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có sự sáng tạo, chúng ta không có cái tài chính để chúng ta làm những điều đó, chúng ta không có đầy đủ những cái bản lĩnh, thì chắc chắn công việc của chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi: ganh tị với người khác. Và tất cả những quý vị nào đã từng trải qua trong cái công việc kinh doanh của quý vị đã từng thấy những cái người người ta làm những điều đó, bảo đảm quý vị cuối cùng cái ngã rẽ của họ là đi tụt dốc. Còn những cái người mà người ta đầy đủ những cái khả năng để phát triển về trí tuệ của họ, họ mãi mãi lúc nào cũng tỏa sáng. Và cái điều đó là cái điều Lâm Chủ Vĩ may mắn có được. Quý vị biết là nhiều quý vị bây giờ, quý vị biết Lâm Chủ Vĩ thì cái tuổi Lâm Chủ Vĩ bây giờ cũng cũng bắt đầu bước qua cái hàng cũng ba mấy đâu đó đó quý vị, thấy không? Nhưng mà quý vị biết là cách đây cả chục năm về trước, khi Lâm Chủ Vĩ ở cái tuổi hai mươi mấy thôi quý vị, Lâm Chủ Vĩ đã làm trong công việc kinh doanh và đã được rất là nhiều người biết tới trong một cái phạm vi khác. Ngày hôm nay rất là vô tình, Lâm Chủ Vĩ có cái cuốn báo này đây quý vị. Cuốn báo này là được đăng, để em coi coi. Ok, đây quý vị, cái ngày đây nè quý vị, 2010, cách đây là 10 năm về trước quý vị. Thì cái bài trong đây, nói chung là Lâm Chủ Vĩ có rất là nhiều báo đăng về mình trong những cái lúc mà thời Lâm Chủ Vĩ còn trẻ. Nhưng mà cái bài báo này là cách đây 10 năm rồi. Thì để Lâm Chủ Vĩ vô tình ở trong nhà mình á, mình lục lọi trong cái hồ sơ thì mình thấy được cái cuốn báo này, thì Lâm Chủ Vĩ cho quý vị xem. Ở đây là những cái bài báo về Lâm Chủ Vĩ cách đây cũng chục năm về trước rồi. Thì Lâm Chủ Vĩ đã làm trong cái công việc kinh doanh này cũng khá là lâu quý vị, khá là lâu, và mình làm việc với rất là nhiều những công ty trên toàn thế giới, cũng như là những người nổi tiếng, chứ không phải là ngày hôm nay Lâm Chủ Vĩ mới phát triển như vậy. 10 năm về trước thì cái tuổi đời Lâm Chủ Vĩ cũng còn rất là bé quý vị, nhìn cái khuôn mặt ngày trước với khuôn mặt ngày hôm nay thì nó cũng cũng thay đổi nhiều lắm, phải không quý vị? Cho nên là wow, nhìn lại những cái mẫu trang sức của Lâm Chủ Vĩ hồi xưa, mình sưu tập mình có, càng ngày thì mình thấy rõ ràng là cái thị hiếu của mình nó càng càng bùng nổ hơn, nó càng phát triển hơn. Và may mắn cái cơ duyên Lâm Chủ Vĩ có được cơ hội tạo dựng được những cái chương trình đấu giá và kết hợp với đài truyền hình VBS để có một cái chương trình đặc biệt như thế này suốt trong vòng 7 năm vừa qua, cộng với cả chục năm về trước Lâm Chủ Vĩ đã làm việc, thì cái sự hợp tác đó nó đã đem đến cho Lâm Chủ Vĩ một cái sự thành công vô cùng bất ngờ quý vị, vô cùng bất ngờ. Và ngày hôm nay lại có thêm cái chương trình livestream để gặp gỡ cùng quý vị hàng tuần như thế này. Cho nên một lần nữa cảm ơn những quý vị nào đã ủng hộ Lâm Chủ Vĩ, cảm ơn những quý vị nào đã yêu mến công ty Alexei, cũng như là những sản phẩm quý vị mua hàng tuần ở trên chương trình đấu giá, cũng như trực tiếp với Lâm Chủ Vĩ trong chương trình livestream. Bảo đảm quý vị
Công ty chúng tôi càng ngày càng có được những cái cơ hội làm việc với rất 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 là nhiều những cái hãng trang sức nổi tiếng trên thế giới. Và một cái điều mà Lâm Trường Vĩ vô cùng tự hào về cái công ty của mình là tất cả sản phẩm của công ty mình không có một sản phẩm nào là nằm ở cái gọi là memo, là mình chưa bao giờ mình mượn bất kỳ một cái món trang sức nào, một viên kim cương nào của bất kỳ ai. Tất cả sản phẩm chúng tôi đem đến đây cho quý vị cũng như là quyền sở hữu của công ty tại tiệm luôn quý vị. Chúng tôi không có cần thiết phải mượn ai. Nhiều khi có rất là nhiều quý vị gọi cho Lâm Trường Vĩ nói là ồ, họ có rất là nhiều đồ họ muốn Lâm Trường Vĩ bán, hay là họ họ có những cái nơi quen biết muốn gửi Lâm Trường Vĩ những sản phẩm để đem ra bán. Cái câu trả lời cho những người đó đều là chữ không, bởi vì chúng tôi có nguồn hàng riêng và chúng tôi có đầy đủ vốn, đầy đủ tài chính để làm những cái điều chúng tôi muốn. Cho nên là khi quý vị mua hàng với Lâm Trường Vĩ, quý vị thấy là bất kỳ giá nào Lâm Trường Vĩ muốn bán là Lâm Trường Vĩ sẽ bán. Lâm Trường Vĩ không bị lệ thuộc và bị kìm kẹp lại bởi vì bất kỳ cái nơi nào khác, là bởi vì cái giá đó của mình. Lâm Trường Vĩ có thể mua món hàng đó 1.000 đô mà ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ muốn bán 500 đô là Lâm Trường Vĩ có thể bán cho quý vị, bởi vì nó đã nằm trong cái tiền và cái quyền sở hữu của mình. Mình không sợ người ta phải đòi tiền của mình. Cho nên là cảm ơn quý vị ngày hôm nay trở lại trong chương trình livestream rất là đặc biệt. Lâm Trường Vĩ sẽ có một cái bộ này, cái bộ kim cương này cả chục ngàn đô la ngày hôm nay, nhưng mà sẽ để quý vị rất là đặc biệt đây. Hôm nay trước khi vô chương trình thì quý vị thấy là cả khay hột xoàn nha quý vị, rất là nhiều đồ hôm nay phải đem đây cho quý vị. Thì đầu tiên á, Lâm Trường Vĩ giới thiệu với quý vị một cái để em lấy cái hộp mới để đồ lên cho quý vị xem đỡ được. Một bộ kim cương Mikimoto. Nói một bộ thì nó không có đúng, em nghĩ là nói một cái cặp bông tai thì nó chính xác hơn nha quý vị. Một cặp bông tai Mikimoto với hai cái viên wow, đây nè quý vị, hai viên ngọc trai ở trên đây đó, quý vị thấy không? Hai viên ngọc trai, một viên nhỏ hơn, một viên lớn hơn, treo đong đưa trên một cái sợi dây vàng. Và ở trên đây là hai viên kim cương khoảng 3 ly nha quý vị, là VVS Clarity. Cặp bông tai rất là dễ thương quý vị. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị cặp bông tai này 420 đồng. Nhờ quý vị 420 đồng. Quý vị nào mua, quý vị gọi ngay bây giờ cho số phone Lâm Trường Vĩ là 310-968-0577. Một lần nữa, 310-968-0577. Cặp bông tai thiết kế giọt nước với hai viên ngọc trai perfect, có nghĩa là cái độ mà tròn cũng như là cái màu sắc cũng như là cái tì vết trên cặp bông tai này VVS Clarity hoàn hảo nha quý vị. Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Quý vị thấy cặp bông tai đông đưa nè quý vị, rất là tuyệt vời. Đó, đó là mặt hàng đầu tiên ngày hôm nay. Ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ nhận được rất là nhiều cái lời comment của quý vị nói là không có đủ sản phẩm nam, có nghĩa là chương trình này cũng được rất là nhiều quý vị nam theo dõi. Và Lâm Trường Vĩ cũng hy vọng trong những cái lần kế tiếp Lâm Trường Vĩ sẽ có nhiều sản phẩm nam để đem cho quý vị hơn. Kế tiếp thì Lâm Trường Vĩ có một cái nhẫn này, ok. Em làm chuẩn bị mở cái hộp này ra cho quý vị theo dõi đây. Cái nhẫn này là cái nhẫn màu xanh sapphire nha quý vị. Nó được thiết kế như là một cái bông hoa. Đây, gửi cho quý vị theo dõi cái nhẫn này. Quý vị thấy hột xoàn không? Hột xoàn họ đi từ dưới đáy của chiếc nhẫn này. Đây quý vị, từ dưới đáy của chiếc nhẫn này họ đưa lên cao. Wow, đây quý vị, như một cái bông hoa nha quý vị. Một cái bông hoa. Wow, chiếc nhẫn này ngày hôm nay quý vị thấy hột xoàn đi dọc hết không? Rất là tuyệt vời quý vị. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị chiếc nhẫn này ngày hôm nay một cái giá rất là đặc biệt nha quý vị, 550 đồng. Đây, quý vị thấy cái nhẫn như một cái bông mà hột xoàn. Cái thiết kế này họ làm rất là đặc biệt quý vị, tại vì hột xoàn mà khi đi từ dưới đáy đưa lên nó rất là công phu. 550 đồng cho một chiếc nhẫn sapphire màu xanh nha quý vị. Mới đây mà chúng ta đã đến được với hai món hàng rồi. Ngày hôm nay còn rất là nhiều những cái mẫu trang sức lộng lẫy để gửi đến quý vị trong một cái ngày chủ nhật rất là đẹp trời quý vị. Ở Cali thì thời tiết nó cũng rất là lạnh, nhưng mà cái không khí nó cũng có một cái gì đó mình cảm nhận được là không khí mùa đông. Tất cả những quý vị ở những tiểu bang khác thì quý vị đôi lúc chìm đắm trong những cái tuyết rơi buốt giá luôn. Thì Lâm Trường Vĩ không có được cái may mắn mà được cảm nhận cái điều đó, nhưng mà lâu lâu thời tiết Cali mà nó lạnh lạnh như vậy, mình làm cho mình cũng có một cái gì đó cảm thấy gần gũi với những quý vị ở xa hơn, có thể chia sẻ được cái lạnh của quý vị.
Lâm chuẩn bị có cái cặp bông tai này nè quý vị. Cái cặp bông tai này á được làm bằng vàng 18 nha quý vị. Cái thiết kế là bông hoa mai và cánh hoa mai. Wow. Đây. Quý vị thấy cặp bông tai này không quý vị? Cặp bông tai này được thiết kế nó là hai cái chùm hoa mai, nó quanh xung quanh làm những cái viên baguette để tạo thành hai cái lá. Đó quý vị. Đây, quý vị thấy không? Cái này là cái cánh hoa à, cái lá. Rồi chính giữa đây là một chùm hoa mai nha quý vị, một chùm hoa mai. Thì cái chùm hoa mai này được thiết kế, để em coi cho, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Tổng cộng là 24 viên hột xoàn 2 ly. Tất cả là những viên hột xoàn rất là sáng và rất là chiếu nha quý vị, rất là sáng, rất là chiếu. Thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho Lâm Chủ Vĩ ngay bây giờ. Cặp bông tai này Lâm Chủ Vĩ có thể màu trắng và màu vàng cho quý vị muốn mua màu nào cũng có. Cặp bông tai này gửi đến quý vị cái với giá rất là đặc biệt cho buổi chiều ngày hôm nay, 620 đồng. 620 đồng, tổng cộng hai mươi mấy viên kim cương và hột xoàn baguette được tạo thành một cặp bông tai rất là đẹp. Cặp bông tai này quý vị đeo với những cái nhẫn bông hoa mai, quý vị có những cái mặt dây chuyền hoa mai, quý vị có thể kết hợp lại trọn vẹn thành một cái bộ trang sức bông hoa mai như thế này, 620 đô la cho cặp bông tai. Lâm chủ ý đang nhìn vô sản phẩm ngày hôm nay, mình có khá là nhiều những cái mẫu thiết kế độc đáo lắm quý vị. Quý vị nào mà đang theo dõi chương trình mà quý vị đang muốn tìm kiếm những cái gì mà đặc biệt, thật là đặc biệt, quý vị nhớ đừng rời màn hình từ đây đến cuối chương trình. Chúng ta còn khoảng 40 phút đồng hồ nữa để cùng nhau chia sẻ những cái sản phẩm đặc biệt của chiều hôm nay. Bây giờ Lâm Chủ Bí xin được giới thiệu đến quý vị một tượng Phật Bà Quan Âm. Đây, Lâm Chủ Bí vừa máng vào cái dây. Đây là quý vị, tượng Phật Bà nha quý vị. Tượng Phật Bà được thiết kế trong đây là tòa sen, và tượng Phật Bà ngồi trên tòa sen được làm bằng vàng 18, và tất cả vòng hào quang đều nạm kim cương. Ở phía dưới vòng hào quang này cũng nạm những viên kim cương luôn quý vị. Đó, vòng hào quang phía dưới và vòng hào tòa sen phía dưới, vòng hào quang phía trên cũng đều được thiết kế kim cương vòng quanh, tạo thành một tượng Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen bằng vàng 18 nha quý vị. Đây, quý vị thấy mình đeo lên cổ không? Đó, Lâm Chủ Bị muốn đeo lên để cho quý vị thấy được cái kích thước của tượng Phật Bà này như thế nào. Ngay bây giờ Lâm Chủ Bị gửi đến quý vị tượng Phật Bà này giá là 350 đồng nha quý vị, 350 đồng. Đây, quý vị gọi cho Lâm Chủ Bị trực tiếp, số phone là 310 968 0577, 310 968 0577. Wow. Nhiều quý vị gặp Lâm Chủ Bị ngoài đời nói lúc nào cũng thấy vuốt tóc hết. Thành thói quen rồi quý vị. Tiếp tục chúng ta nãy giờ mới sơ sơ có mấy món thôi. Rất là nhiều sản phẩm nam ngày hôm nay nha quý vị. Lâm Chủ Bị có cái nhẫn này, cái nhẫn kim cương này á, là nó được thiết kế là ba viên hột xoàn. Nó gọi là thiết kế gì quý vị nhớ không? Quý vị nào đang đang theo dõi chương trình, quý vị thử đoán coi, nếu mà thiết kế ba viên hột xoàn, đây ba viên hột xoàn, mà ba viên hột xoàn này đều là nước D color VS Clarity nha quý vị. Wow, ba cái viên hột xoàn này D color VS Clarity, mà ba viên hột xoàn này là ba viên hột xoàn vuông Princess Cut. Đó, quý vị nhìn quý vị thấy không? Princess Cut. Wow, quý vị thấy cái nước nó trắng mà nó chiếu lộng lẫy luôn. Tổng cộng ba cái cân nặng của ba viên hột xoàn này là 1 carat nha quý vị. 1 carat. Tóc em nó suốt ngày nó cứ rủ xuống rồi. Ok quý vị, ba viên kim cương hình vuông và nạm xung quanh là đi thiết kế rất là đặc biệt, nó gọi là 3D. Có nghĩa là quý vị thấy hột xoàn đi bên hông này nè, bên rồi phía trước và phía sau này, và dọc ở bên hông này luôn, tạo thành một cái nhẫn ba viên kim cương. Và chiếc nhẫn này Lâm Chủ Bị gửi đến quý vị cái giá là 850 đô la, 850 đồng nha quý vị. Ba viên hột xoàn vuông màu trắng rất là đẹp. Cái thiết kế này gọi là I love you. I love you là cái thiết kế mà người ta dễ dùng nhất, nhưng mà người ta gọi đúng nghĩa của nó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là một trong những cái lối sống mà người Mỹ luôn luôn nhắc nhở nhau. Chúng ta đều có một quá khứ, chúng ta có một cái hiện tại, và chúng ta có một cái tương lai đang chào đón chúng ta. Đây, 850 đô la. Lâm Chủ Bị đang có một số hột xoàn 1 carat đây nè quý vị. Em coi coi, một viên
hai viên và ba viên. Lâm chuẩn bị có ba cái viên hột sòn 1 carat này. Ở Lâm chuẩn bị có thể để on sale đặc biệt cho quý vị. Quý vị nào muốn mua, quý vị gọi cho Lâm chuẩn bị cái viên hột sòn này là 1 carat 5. Em gấp đây cho quý vị theo dõi đây. 6 ly 6 hay bao nhiêu là em cũng không có nhớ rõ nha quý vị. Nhưng mà đây quý vị, 6 ly 6 nha, cái viên hột sòn này. Cái viên hột sòn này thì nó rất là sáng, khá là sạch luôn quý vị, khá là sạch luôn. VS sạch, nhìn vô không có tì vết gì hết nha quý vị. Nếu quý vị nào muốn mua viên hột sòn này, quý vị gọi cho Lâm chuẩn bị 6 ly 6. Cái viên này Lâm chuẩn bị để cho quý vị khoảng 3.000, hơn một chút xíu thôi nha, hơn 3.000 một chút xíu thôi nha quý vị. Cái viên hột sòn này không, em có thêm cái viên này là 5 ly 7 và viên này cũng 6 ly mấy nữa đó. Thì cho quý vị theo dõi là Lâm chuẩn bị có một số hột sòn 1 carat mới vừa về, và cái những viên hột sòn này nếu quý vị mua, Lâm chuẩn bị gọi để ngay cho quý vị giá gần như là sát giá vốn nha quý vị. Trong cái suy nghĩ của Lâm chủ ý, Lâm chủ ý nghĩ là mình nếu mà mình bán được mỗi viên hột xoàn mình lời 100 đồng, quý vị mình bán khoảng 10.000 viên thôi là quý vị thấy con số nó cũng lớn lắm đó nha quý vị, không có cần lời nhiều không. Ok, chúng ta tiếp tục gửi đến quý vị một cái mặt dây chuyền. Quý vị nào mà yêu thích phong thủy, quý vị thấy đây là mặt dây chuyền cái gì quý vị thấy không? Nó là mặt dây chuyền con số 9 đó. Con số 9 là một con số may mắn trong trong cái phong thủy của người người Á Đông mình đó. Nó đi vòng quanh đây, hột xoàn đây là 3 ly nha quý vị. Đây là viên này là 3 ly, rồi cái 2 ly 8, 2 ly rưỡi, 2 ly đi vòng hết như vậy đó, quý vị thấy không? Những nguyên vòng. Mặt dây chuyền này Lâm chủ ý gửi đến quý vị giá là này là tặng luôn cả sợi dây chuyền nha quý vị. Wow, đây. Lâm chủ ý gửi đến quý vị giá là 580 đồng. Thôi gửi quý vị này 550 đồng thôi quý vị. Quý vị nào muốn mua, quý vị gọi ngay bây giờ cho Lâm chuẩn bị 550 đồng. Đây là một cái món hàng cũng như là một cái mẫu trang sức rất là dễ thương. Quý vị có thể mua đeo, mua làm quà tặng. Và nếu mà quý vị nào thích, quý vị gắn thêm một viên hột sòng 4 ly, quý vị có thể gọi Lâm chuẩn bị. Lâm chuẩn bị có thể gắn vào cho quý vị từ 300 thêm 300 đồng gì nữa đó, không tính tiền công cho quý vị ha. Đi là em thấy là 3 ly, 2 ly 8, 2 ly rưỡi, đi nguyên một vòng tạo thành con số 8, tặng luôn sợi dây chuyền Italy giá là 550 đồng. Ngày hôm nay chúng ta có một số sản phẩm nam, cho nên là Lâm Chủ Vĩ nghĩ là chắc giới thiệu sản phẩm nam ngay bây giờ luôn cho quý vị. Lâm Chủ Vĩ có cái đồng hồ. Cái đồng hồ này á, là đồng hồ Omega nha quý vị. Omega, cái mặt rất là dẹp mà hình tròn. Omega là một trong những cái đồng hồ mà rất là nổi tiếng bên châu Á, rất là nhiều quý vị trong quá khứ của quý vị, nhiều khi người lớn tuổi trong gia đình của mình ai cũng đã từng sở hữu qua một cái đồng hồ Omega, và ngày hôm nay Omega vẫn tiếp tục phát triển và rất là thông dụng. Và đây là đồng hồ 2 màu được nạm bằng vàng 18 và stainless steel. Chiếc đồng hồ này Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị giá là 900 đồng. Cái này trị giá ít nhất vài ngàn đô la đó quý vị. Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị thôi 850 đồng. Quý vị nào muốn mua, quý vị gọi ngay bây giờ cho Lâm chuẩn bị. Đây quý vị thấy không? Là đi bằng vàng 18 với là stainless steel và mặt màu trắng rất là trẻ trung, rất là đẹp quý vị. Lâm chuẩn bị em nghĩ em sẽ đeo thử cho quý vị theo dõi coi. Nói chung là em thì cũng không có đeo đồng hồ nhiều. Lâm chuẩn bị đeo đồng hồ đó, đối với Lâm chuẩn bị thì em á, vì em có cái sở thích đồng hồ, nhưng mà đối với Lâm chuẩn bị đồng hồ thì đeo như là trang sức thôi. Đó, thấy không? Rất là tuyệt vời. Em không có đeo đồng hồ để coi giờ quý vị, cho nên có đồng hồ em thấy đẹp là em cứ đeo lên, em không có cần biết nó là cái gì hết. Mà đặc biệt nó càng nhiều kim cương rồi em mua, nhưng mà nhiều quý vị biết là kim cương mình không thể đeo hàng ngày được, cho nên những cái đồng hồ tuyệt vời như thế này 850 đồng, đồng hồ dành cho nam. Nhưng mà quý vị nữ đeo đồng hồ này thì em nghĩ không có cái gì để mà bàn cãi hết, bởi vì nó rất là phù hợp. Tiếp tục ngày hôm nay Lâm chuẩn bị có một cái nhẫn kim cương này quý vị. Cái nhẫn kim cương này á, quý vị thấy không? Đây. Nó được thiết kế kết lại thành một cái hình hình chữ nhật. Cái hình chữ nhật. Wow, mà những cái viên hột sả trên đây giống như là đều VS trở lên hết đó quý vị. Ở chính giữa nó kết là 6 viên hột sả 2 ly hình vuông. Ở chính giữa này nè quý vị. Đây nè. Ở chính giữa này là 6 viên hột sòn hình vuông, rồi xung quanh đây đi cái viền này là những viên hột sòn baguette để nó bọc lại, nó tạo thành một cái hình giống như là một cái hình chữ nhật. Rồi dọc hai bên là họ đi
hai đường viền hột xoàn 2 ly nữa quý vị. Wow. Đó, quý vị thấy nguyên cái nhẫn nào. Và chiếc nhẫn này được làm bằng, để em coi coi, vàng màu vàng nha quý vị, vàng 14 của Italy. Lâm chủ ý gửi đến quý vị chiếc nhẫn này rất là đặc biệt quý vị. Wow, chiếc nhẫn này là 580 đồng. Wow, cái nhẫn này ít nhất phải là 700 đến 800 đồng, 580 đồng nha quý vị. Quý vị nào mua quý vị gọi ngay bây giờ cho Lâm chủ ý 580 đồng cho cái nhẫn này. Đẹp lắm quý vị, những cái sản phẩm này bảo đảm quý vị cái chất lượng kim cương nó vô cùng lộng lẫy, vô cùng xuất sắc và chiếu rực rỡ luôn. Quý vị cứ theo dõi, quý vị nào chưa bao giờ mua đồ với Lâm chủ ý một lần, quý vị cứ thử một lần. Quý vị thử một lần, thực sự thật em cảm thấy như hôm tuần trước em có một cái chị khách này, chị ở bên bên nước ngoài, bên Úc, chị gọi vào cho Lâm Trù Vĩ, chị mua thì chị nói với bạn chị rất là nhiều quý vị cũng muốn mua, nhưng mà nhiều quý vị nói không biết là mua như thế nào, thì người ta mới để cho chị làm gọi là bị cái gì đó thí nghiệm trước quý vị. Thì đối với Lâm Trù Vĩ em nghĩ là chị chia sẻ như thế này, chị nói thôi kệ đi. À, mua lần thử 3-4 ngàn đồng coi không sao, nếu lỡ mất 3-4 ngàn á thì cũng không có đến nỗi nào, cũng không bị gì hết không, nhưng mà nếu mà biết đâu 3-4 ngàn đó sự thật nó lại đem đến cho mình một cái sự mà gọi là để dành, tại vì nhiều khi mình mua nó mắc hơn hồi nào. Giờ bây giờ mình mua được cái sản phẩm này rẻ thì bây giờ mình biết là mình để dành được khá là nhiều tiền khi mình đến với công ty Alexei. Thử một lần cho biết quý vị, nếu quý vị không dám thử 5 ngàn thì quý vị thử món hàng nào 500 thôi nha. Ok, Lâm chuẩn bị có một cái vòng này. Cái vòng kim cương này quý vị. Wow, quý vị thấy nó đi giống như là một trái tim nha quý vị, một trái tim hay là một cái này là em không có diễn tả được, tại vì em chẳng biết nó là cái hình gì. Nhưng mà khi đeo vô tay đó quý vị, đây, khi mình đeo vô tay cái này, tay này là tay size 52 nha, nhưng mà quý vị nào mà muốn size nào em cũng làm được cho quý vị hết. Đây, khi mình đeo vô tay nó ôm như vậy nè quý vị. Đó, quý vị thấy nó đẹp không? Ôm như vậy, nó thiết kế nó nằm vậy. Đây là những viên kim cương baguette, rồi đây những viên hột xoàn nó kết thành một cái trái tim. Cho nên quý vị nào có mặt dây chuyền trái tim thì quý vị gọi cho Lâm Triều Vĩ cho chiếc vòng này. Cái vòng này nó đi dọc hai bên là những viên hột xoàn 2 ly, 1 ly rưỡi, và chính giữa nè quý vị. Chính giữa đi xòe ra như cánh hoa vậy đó quý vị, bằng hột xoàn baguette, đều là VS nước ép vàng 14, vàng nặng cũng khoảng mấy chỉ vàng nha quý vị. Chiếc vòng này ngày hôm nay Lâm Triều Vĩ gửi đến quý vị giá là 700 đô la. 700 đô la cho cái vòng kim cương rất là độc đáo này, rất là nhiều hột xoàn, đi hết nửa cái vòng như thế này quý vị. 700 đô la, mời quý vị gọi cho Lâm Chủ ý số phone là 310 968 0577, 310 968 0577. Rất là cảm ơn quý vị. Nãy giờ có quý vị đang nhắn tin hỏi Lâm Chủ ý không biết cái tiệm mà nói xấu Lâm Chủ ý là tiệm nào ha. Nói chung Lâm Chủ Vĩ cũng chẳng biết tên tiệm họ là tên gì quý vị, nhưng mà có nhiều khách hàng nói với Lâm Chủ Vĩ là đôi lúc mình đi đây đi đó thì mình hay hay gặp những cái người người ta hay hay nói xấu những cái công ty khác, và chính những người khách đó họ không bao giờ trở lại những nơi đó. Thì quý vị không tin, quý vị đến Lâm Chủ Vĩ thử, quý vị đưa một cái sản phẩm nào quý vị nói quý vị mua ở nơi đâu, quý vị kêu Lâm Chủ Vĩ coi giùm, bảo lãm Lâm Chủ Vĩ sẽ trả lời quý vị một câu như thế này: nếu mà mình cầm tiền mà mình đã giao cho người ta rồi thì chắc chắn quý vị nên có một cái sự tin tưởng, cũng như là một cái sự hiểu biết là người ta là ai. Còn khi mình đã đưa rồi, bây giờ mình đi hỏi người khác nó không thay đổi được cái điều gì đâu quý vị. Cho nên là mình cũng, bà Lâm chuẩn bị cũng chắc chắn cũng không có làm cái điều đó, bởi vì mình không phải là cái người thẩm định đồ cho khách hàng, mình chỉ là người bán hàng. Cho nên là những cái nơi nào mà người ta hay gọi là bỏ cái thời gian ra để coi giùm cho quý vị và đưa ra những cái lời nhận xét, bảo đảm quý vị những lời nhận xét đó nó vô giá trị, là bởi vì cái lời nói của họ nó chắc chắn nó cũng không có một cái sự trung thực nằm trong đó. Bởi vì chính chúng ta ở đây, bất kỳ người kinh doanh nào đều có một cái chút gì đó cũng hơi ganh tị với những cái nơi khác, cho nên là mình đi tới mình hỏi người ta như vậy, thực sự cái điều đó nó hơi bị lạc đề. Chúng ta trở lại với một cái mặt dây chuyền này, làm chị bị có cái mặt dây chuyền này, cái viên hột xoàn ở chính giữa này á, là chắc cũng phải 20 carat đó quý vị. Nó là màu vàng champagne mà nó cắt thành một cái trái banh rất là đẹp. Làm chị bị sẽ máng vào đây để cho quý vị theo dõi đây. Cái viên này nó cắt thành như là một cái trái banh. Nãy giờ quý vị theo dõi, quý vị cũng hơi hơi bị hoang mang, không biết là cái mặt dây chuyền gì nhìn lạ vậy. Đây quý vị, đó,
quý vị thấy không, nó đeo nhiều trái banh nè, đó lấp lánh luôn quý vị. Một cái viên hột xoàn tròn như thế này ha. Rồi ở đây là những hai cái bông hoa mai nạm hột xoàn, đây đây là màu vàng champagne. Ở phía trên là những viên kim cương 2 ly, 1 ly rưỡi kết hợp lại thành cái mặt dây chuyền như thế này. Khi mình đeo lên cổ mình là quý vị thấy đẹp không? Đây. Đó, cái mặt dây chuyền ngày hôm nay Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị mặt dây chuyền này là 700 đô la nha quý vị. 700 đô oh, actually Lâm chuẩn bị để cho quý vị cái này chỉ có 650 đồng mà thôi. 650 đồng rất là độc đáo, có 102. Quý vị đeo cái này rồi chắc quý vị không thấy ai có giống vậy đâu quý vị. Nó như là một cái trái banh pha lê, cái nhưng mà nó là bằng cái viên kim cương màu champagne. Đó. 650 đồng. Mua mặt dây chuyền quá dễ thương. Nha quý vị, quá tuyệt vời, quá độc đáo, quá lấp lánh và rất là to. Đó quý vị thấy không? Đi một cái vòng quanh 650 đồng. Quý vị có thể gọi cho Lâm chủ vị số phone 310 968 0577. À, nãy giờ chúng ta nói là về sản phẩm nam mà chúng ta chưa đem lên bất kỳ sản phẩm nam nào ngoài cái đồng hồ. Thì bây giờ Lâm chủ vị có cái nhẫn kim cương này. Ok, quý vị thấy cái nhẫn hột xoàn này không? Lâm chủ bị nay nay Lâm chủ bị đeo một cái nhẫn nam Emerald rất là tuyệt vời này, tí Lâm chủ bị sẽ giới thiệu cái nhẫn này sau nha quý vị. Nhưng mà bây giờ cái nhẫn nam này, đây cái nhẫn nam này tổng cộng quý vị là những viên hột xoàn 2 ly 2 ly rưỡi gì đó mà đều là y nước D VS đó, quý vị thấy nó chiếu không, chiếu rất là rực rỡ. Cái nhẫn này Lâm chủ bị gửi đến quý vị cái giá là 1.650 đồng nha quý vị. Cái nhẫn này, cái nhẫn này ít nhất trị giá phải trên 2.500 nha quý vị, 2.500. Và ngày hôm nay Lâm chỉ bị gửi đến quý vị giá chỉ có 1.600 đô la. Wow, 1.600 đồng. Cái vòng, cái nhẫn này thì nó đi cùng thiết kế với một cái vòng cũng dành cho nam luôn. Thì đây, cái vòng này nặng khoảng gần 1 lượng vàng nha quý vị. Đi cũng những viên hột xoàn hình vuông Princess Cut. Và cái vòng này dành cho nam thì em nghĩ nữ đeo cũng được, nếu mà quý vị nữ nào thích đeo một cái vòng to, nhưng mà em thấy nam đeo thì nó rất là phù hợp hơn. Như quý vị đó, đây cái vòng nam đeo cái vòng như thế này, đeo cùng với cái nhẫn này đó, quý vị thấy không, rất là đẹp quý vị. Cái vòng này Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị một cái giá rất là đặc biệt quý vị nha, một cái giá quý vị cũng không thể nào từ chối được là 2.200 đô la, 2.200 đồng. Như quý vị, 2.200 đồng. Wow, cái nhận cái vòng đấy chứ không phải là 2.900 gì đó, em cũng không nhớ nữa, nhưng mà thôi 2.200 đồng. Và cái nhẫn này gửi đến quý vị giá là 1.600 đồng. 1.600.